dạng hai này kinh tế hơn so với loại một, thì bạn không cần phải sử dụng hết tất cả các phương tiện mà bạn có, nghĩa là dùng càng ít mà gì các bạn vẫn đảm bảo được khối lượng vận chuyển thì càng tốt, nghĩa là. Thì lưu ý này, phương pháp hiệu suất lớn nhất này, phương pháp hiệu suất lớn nhất trên một đơn vị cước phí luôn cho cái phương án cực biên xuất phát là tốt hơn so với phương pháp chi phí nhỏ nhất, nghĩa là. Thứ hai, bài toán dạng 2 cho phép thừa phương tiện nên sẽ không có ô giá ở trên dòng, nghĩa là. Còn nếu như trong trường hợp mà thiếu phương tiện á, bạn buộc phải thêm ô giá ở cuối cột, đấy nhá, ở cuối từng cột, và sau đó là đẩy cái OM đó vào bảng ban đầu rồi sau đó lại thêm cột phụ. Nhưng mà nhìn chung ở bài này, dạng này sẽ là thêm cột phụ vào. Bài toán dạng 2 không đòi hỏi sử dụng toàn bộ phương tiện nên là tiết kiệm hơn so với dạng 1, cái này thì rõ rồi. Trường hợp có ô giá ở cuối cột thì bạn sẽ tìm cách khử ô giá ở dạng như ở dạng 1, nghĩa là tức là bạn xem cái cước phí ở trong ô giá là M, rồi cước phí ở những cái ô còn lại là bằng 0. Sau đó là tính toán như cô vừa tính toán lúc nãy, sau khi mà khử được ô giá rồi sẽ thêm vào cột phụ để tiến hành cắt giảm phương tiện nhé, nếu như có thể. Nếu như trong trường hợp mà phương án cực biên xuất phát mà thừa phương tiện thì bạn ngay lập tức là thêm cột phụ luôn và phân phối phương tiện vào cột phụ đó. Thì đây chính là cái dạng mà bạn sẽ hay gặp nhất, và dạng này dạng cơ bản nhất của dạng hai, đấy nhé nào. Còn cái trường hợp mà thiếu phương tiện nó sau đó phải khử thì nó sẽ khó hơn đấy nhé nào, rắc rối hơn, thì cái này chắc là sẽ ít gặp hơn. Cái chủ yếu là bạn nắm cái kỹ này cho cô này. Thì bây giờ cô sẽ đưa vào thuật giải này. Phương pháp giải như sau. Phương pháp giải thì bạn sẽ tìm phương án cực biên xuất phát đấy nhé nào, bằng cách là phân phối hàng. Thì đương nhiên vẫn có hai cách, đó là chi phí nhỏ nhất hoặc là mắc hiệu suất trên một đơn vị chi phí. Nhưng mà đương nhiên cách hai là tốt hơn nha. Thì nếu như không bắt trong đề mà không bắt thì bạn nên phân theo cái thứ hai. Tiếp theo đó, nếu như sau khi bán hàng mà phương tiện nó bị thừa thì bạn sẽ thêm vào cột phụ, thêm nguyên cột luôn chứ không phải là thêm mỗi một ô như ở phần trước, và tất cả những cái cột những cái ô ở trong cột phụ đó sẽ có chi phí và năng suất đều cho bằng không. Nếu như trong trường hợp mà trong ô nào ở trên cột phụ mà có hàng lớn hơn không thì bạn sẽ cho U và V tương ứng sẽ bằng không. Đương nhiên cái V ở trên cái cột đó bằng không rồi, còn có hàng ở ô nào thì U tương ứng với hàng đó đều bằng không hết đấy nha. Sau đó bạn sẽ đi tính thể vị đấy nha, tính thể vị xác định ô điều chỉnh. Nếu như trong trường hợp đủ M cộng N ô rồi thì bạn bắt đầu đi giải M cộng N phương trình để tìm ra cái U và V đấy nha. Nhớ rằng M và N ở đây là số hàng và số cột trong cái bảng ban đầu, không tính số hàng cột, không tính ở cái cột phụ vừa thêm vào, thấy chưa nào. N ở đây vậy là cái số cố định ban đầu thôi, thấy chưa nào. Tiếp tục, bạn sẽ tính lượng kiểm tra delta. Delta này có công thức như vậy này, và nếu như trường hợp delta Y mà nhỏ hơn hoặc bằng không hết thì phương án này là tối ưu. Nếu như tồn tại một cái delta dương nào đó lớn hơn không, bạn sẽ bắt đầu đi xác định ô điều chỉnh với là cái delta dương lớn nhất, đúng không? Và cái lượng điều chỉnh trong cái ô đó sẽ là theta, đấy nhé nào. Tiếp theo bạn cũng xác định hàng đơn, cột đơn theo quy tắc lúc nãy, đó là tổng lượng thay đổi trên mỗi hàng và trên mỗi cột sẽ bằng không, không tính trong cột phụ, đấy nhé nào. Trên mỗi hàng rõ rồi này, trên mỗi cột thì rõ ràng là chỉ những cái cột mà đã có trong bảng ban đầu thôi, cái cột phụ cuối cùng vừa thêm vào không không được tính, được nhá. Rồi sau khi tính lượng thay đổi đó rồi, bạn sẽ chọn delta bằng min của cái x này chia cho cái này, hoàn toàn giống như lúc nãy, được nhá nào. Cái số đứng trước chia cho cái hệ số đứng trước theta mà mang dấu ấm á, lấy trị tuyệt đối lại và xác định được đường điều chỉnh, được nhá. Rồi bắt đầu tiếp tục tính toán sang bảng tiếp theo, được rồi. Thế này. Bây giờ ở đây cô sẽ minh họa cho các bạn cái bài này. Bài này người ta đã phân sẵn hàng rồi và ở đây là dư luôn, được nhất là dư và tạo thành cột phụ luôn, người ta đã kẻ luôn cột phụ cho mình.
Bây giờ cô sẽ cùng các bạn xử lý bài này. Bài này nó hơi dài, để nhá nào. Làm xong bài này là coi như xong nhiệm vụ. Hiểu được vấn đề. Rồi, bây giờ bạn có bảng này nhé. Hàng thì người ta đã phân sẵn rồi đúng không? Bạn cần phải lo đến cái chuyện phân hàng nữa. Bây giờ để cho cô này. Ở đây có tổng cộng bao nhiêu ô? Bao nhiêu M và N? M ở đây là 1, 2, 3. M bằng 3 nha. N sẽ là 1, 2, 3, 4. Đấy nhé nào. Như vậy M cộng N trong trường hợp này là bằng 7. Đấy nhé. Số ô tròn thì bằng bao nhiêu? Cô đánh thêm ngoặc vào. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Như vậy là đủ phải không? Đấy nha, bắt đầu đi tính thể vì UI và VG. Bây giờ nhìn vào nhớ lại thuật toán. Bây giờ cô nhắc nữa nha. Nếu như trong trường hợp ở trên cột phủ này ở ô nào mà có phân hàng, đấy nhá nào, thì U tương ứng với nó sẽ bằng 0. Như vậy ô này có lượng hàng bằng 1 đúng không? Ô này có lượng hàng bằng 1. Bên này U tương ứng bằng 0, bên này là 3 phần 2. Như vậy U tương ứng bằng 0. Cột ứng với cột phụ thì luôn luôn có V bằng 0. Đúng chứ nào? Như vậy bạn có ba cái thể vì này bằng 0 rồi. Bây giờ bạn sẽ dựa vào những thể vì đã có này đi tính những thể vì còn lại. Theo công thức. Được chứ nào? Công thức là gì các bạn? UI này cộng với PEG nhân với VG sẽ bằng CEG đối với ô tròn. Như này. Như vậy bây giờ bạn sẽ đi lần lượt tính nhé. Giả sử ô này ô 22. Bạn có bên này là 0, được chứ nào? Bên này là 0. Ở đây là bạn có gì các bạn? P là bằng 3, như vậy V sẽ bằng 2 đúng không? Bởi vì 2 nhân 3 cộng 0 bằng 6. Được chưa nào? Rồi tiếp tục. Ô bên cạnh 2, 3. V ở bên này bằng bao nhiêu? Để sao cho V này nhân với 4 cộng với 0 bằng 4. Như vậy rõ ràng ở đây bằng dương 1. Đúng chưa? Rồi tiếp tục xuống ở vị trí phía dưới. Ô này. Ô này V bằng bao nhiêu? Để V mà nhân với 2 cộng 0 bằng 2. Như vậy rõ ràng ở đây cũng bằng 1. Được chưa nào? Rồi ô bên này ô bên này là ô 1, 2, 3, 3, 4 phải không? Bạn có là V bằng bao nhiêu để V nhân 3 cộng với 0 bằng 4. Như vậy rõ ràng bằng 4 phần 3 đúng không? Được nha. Tiếp tục ô 1, 2 ở trên. Ô này có gì ở bạn? U là một số chưa biết. Được nhá. Bên này là 2 nhân 4 là được 8 phải không? Cộng với bao nhiêu sẽ bằng dương 2. Như vậy rõ ràng bên này bằng trừ 6. Được chưa? Như vậy bạn tính xong thể vì nhé. Bây giờ bạn đi tính tiếp cho cô cái data. Hiểu không nào? Rồi. Tính lượng delta này ở tất cả những ô còn lại. Đấy nhá nào. Thì ở ô 11 mình có gì? 1 này đem nhân với 3 này là được 3 này, trừ đi 6 là được trừ 3, trừ thêm 5 nữa như vậy là trừ 8. Tiếp theo. Ô bên này 1 nhân 1 là được 1, trừ đi 6 là được trừ 5, trừ 3 nữa vậy là trừ 8. Ô bên cạnh 4 phần 3 nhân với 2 là được 8 phần 3. 8 phần 3 trừ đi 6 mà trừ thêm 8 nữa là trừ 14 phải không? Như vậy là 4 phần 3 trừ đi 14 trừ 38 à? Trừ đi 38 phần 3 hả?
À, 8 phần 3 mà. 8 phần 3 chứ. 8 phần 3. Như vậy là được 34. Đấy nhá, trừ 34 phần. Trừ 34 phần 3. Đấy chứ nào. Xuống tiếp ô 12 thì bạn có gì? Ô 12 bạn có là 1 này, nhân với 2 này, cộng với 0 này, trừ đi 3. Như vậy được trừ 1. Tiếp theo, ô bên này là 4 phần 3 nhân với 5 cộng với 0 trừ đi 7. Đấy thế nào? Như vậy được trừ 1 phần 3. Tiếp tục. 2. Vậy này, 2 nhân với 5 là 10 cộng 0 trừ đi 6. Như vậy được dương 4. Xuất hiện con số dương đây rồi. Tiếp tục. Ô bên cạnh 1 nhân 3 cộng 0 trừ 2 dương 1. Đấy nhé này. Như vậy chỗ này dương 1. Do đó delta dương lớn nhất trong trường hợp này sẽ là con số này. Ô này sẽ được chọn làm ô điều chỉnh. Đấy nhé này. Bây giờ bạn sẽ đi xác định hàng đơn cột đơn cho cô. Rồi. Bạn có này. Hàng đầu tiên này phải hàng đơn không các bạn? Hàng đầu tiên này chỉ có như bán một cái ô 8 này thôi, như vậy phải thấy nhá, gạch luôn. Hàng số 2 này phải hàng đơn không? Có 3 ô phải không? Như vậy không phải hàng đơn, đấy nhá. Tiếp. Hàng cuối phải hàng đơn không? Không, đấy nhá nào. Rồi. Tiếp cột. Cột đầu tiên này phải cột đơn không? Phải, được chưa? Tiếp tục. Cột thứ hai này phải cột đơn không? Ở trên bạn có ô tròn là lượng bằng 2, ở dưới cái ô delta dương bằng 4 này sẽ là ô điều chỉnh. Như vậy ở đây có hai ô đúng không? Do đó đây không phải là cột đơn, bỏ. Rồi. Chỗ này phải gì cột đơn không? Phải. Chỉ có một ô duy nhất là bằng chỉnh thôi. Như vậy đây là cột đơn, bỏ luôn, đấy nhá. Tiếp tục, cột bên này phải cột đơn không? Phải, được nhá. Vì chỉ có mỗi cái ô tròn là bằng dương 6 thôi. Đấy thế nào? Như vậy cô gạch luôn, đấy nhá. Tiếp tục. Bây giờ lại ra theo hàng. Hàng này có phải là hàng đơn không? Hàng đầu bỏ rồi nhá, tính nữa nhá. Hàng này không phải vì vẫn có hai ô tròn, ô bằng 2 và ô bằng 1, đúng như nào? Rồi. Tiếp tục, hàng cuối. Có phải hàng đơn không? Không, bởi vì có ô điều chỉnh là 4. À, cái ô dương 4 này này là delta này, và cái ô gì 3 phần 2 này là ô có lượng ha. Như vậy không phải nhé. Rồi, do đó bạn con là gì? 4 ô. Cô sẽ chấm vào 4 ô này. Đây, ô này này, ô này này, ô này và ô này. Đấy nhé này. Cô sẽ kẻ cái bảng để tính delta. Hai cái ô ở giữa không có giá trị nên bạn kẻ nhỏ thì cũng được, mình như là con mấy ô khác ưu tiên nó bự hơn để điền số cho nó thuận tiện. Như vậy ô trên ô dưới này là theta đúng không? Ô này theta đúng nhé. Ô trên sẽ là hai như thế nào đó, bên này bỏ, bên này là một đúng không? Một như thế nào đó, dưới này là 3/2. Đấy như này. Bạn cũng có thể nhẩm như thế này cho dễ này. Ô này là gì bạn? Lượng điều chỉnh sẽ là A phải không? Bên này lượng điều chỉnh sẽ là B phải không? Dưới này lượng điều chỉnh sẽ là C đúng không? Đấy như này. Thì bạn sẽ nhẩm thế này này. Bây giờ có con theta ở đây, ở hàng số 2. Đấy như này. Lượng điều chỉnh bên này là theta, lượng điều chỉnh bên này là C. Như vậy rõ ràng con C này phải là bằng trừ theta. Được nhá. Để sao cho cái tổng thay đổi trên hàng này là không đổi. Được nhá nào. Tiếp tục. À, bạn nào cẩn thận thì có thể ghi ra phương trình nhá. Giả sử như bạn ký hiệu lượng điều chỉnh ở đây là A, B và C. Được nhá nào. Cô ký hiệu cô lười nên là cô ghi trong bảng này nhá. Bạn làm bài bạn phải ghi gọi trên đây nhá. Rồi bây giờ bạn sẽ có gì? À, phương trình sẽ là A cộng B sẽ bằng 0 là 1 này. Rồi là theta cộng với
C này cũng phải bằng 0 là 2 này. Đấy nhá. Phương trình theo cột thì bạn có gì nào? Cột số 2 này. Cột số 2. Bên này là con số 3, dưới này là con số 5 phải không? Như vậy có nghĩa là 3A. 3A mà cộng với 5 theta sẽ bằng 0. Đấy nhá. Hết chưa? Hết nhá. Bạn không có cái phương trình là 0B cộng với 0C bằng 0 đấy nha. Để làm gì cả. Đấy nhá nè. Người ta đã bảo rồi là ở trên cột phủ thì không có cái quy tắc đó. Đấy nhá nè. Nên là bạn ở đây thì bạn chỉ có 3 phương trình này thôi. Rồi như vậy ở đây bạn tìm được con C rồi. Tiếp tục tìm được con A dễ không? Như vậy sẽ là trừ 5 theta chia 3. Đấy nhá nè. Tiếp. Bên này trừ 5 theta chia 3 rồi thì có nghĩa là bên con B sẽ bằng mấy các bạn? Cộng 5 theta chia 3. Ok chưa? Đấy nè, như vậy xong nhé. Bây giờ theta ở đây sẽ bằng gì? Min của những cái gì các bạn? Min của hằng số 2 mà chia cho hệ số là 5 phần 3. Đấy nè. Tiếp, dấu trừ tiếp theo là 3 phần 2 mà chia cho hệ số là 1. Như vậy trong trường hợp này bằng mấy nè? Hai mà chi... bây giờ cô có là 2 mà chia cho 5 phần 3 phải không? Sẽ bằng 6 phần 5 là 1,2. Trong khi bên đây là 1,5. Như vậy rõ ràng ở đây là 1,2 rồi. 6 phần 5. Như vậy ở đây bạn chọn được theta là bằng 6 phần 5. Để bé hiểu không các bạn? Cô nói lại tính chỗ theta đi cô. À, tỷ đô theta bằng giá trị theta đúng không? Hay là ở trong bảng? Ở trên bảng á cô. À, rồi ok trong bảng phải không? Rồi. Bây giờ thế này các bạn này. Bạn biết là cái ô điều chỉnh là ô này đúng không? Ô có delta dương lớn nhất là dương 4 này này. Như vậy ở đây là lượng theta đúng không? Thứ nhất này. Đáng ra là A, B, C, D phải không? Bên này D phải không? Nhưng mà bên này rõ ràng cái ô điều chỉnh luôn luôn có lượng thay đổi là theta luôn. Cô ghi theta luôn. Khỏi đặc biệt. Được nhất này. Rồi để cho dễ hình dung thì bạn cũng có thể là đặt bên này lượng điều chỉnh là A, bên này lượng điều chỉnh của ô này là B, lượng điều chỉnh của ô này là C. Thì bây giờ bạn có quy tắc gì? Thứ nhất là lượng điều chỉnh ở trên hàng sẽ là không đổi. Như vậy từ cái hàng thứ nhất bạn sẽ có gì? Nếu như bên này là lượng điều chỉnh A, bên này là lượng điều chỉnh B thì có nghĩa A cộng B phải bằng 0 đúng không? Bạn có phương trình số 1. Được nhé. Đối với hàng số 2 có ô điều chỉnh là ô này và ô điều chỉnh là ô bên này. Như vậy bên này theta thì bên này lượng điều chỉnh là C thì có nghĩa là theta cộng C cũng phải bằng 0. Được nhất nào. Tiếp tục theo cột cột trên này. Cột trên này là ứng với cột dương 38 ở bên bên bảng bên này phải không? Thì bạn sẽ có gì? Bạn sẽ có là năng suất này. Năng suất của cái ô 2 này á là bằng 3. Được nhá, lượng thay đổi là sẽ bằng A. Như vậy bạn sẽ có 3A. Được nhất nào. Ô dưới này là lượng thay đổi là theta phải không? Năng suất là bằng 5. Như vậy cộng với 5 theta phải bằng 0. Đúng nhé, là cái phương trình của nó. Được chưa nào? Bên này cũng có thêm một cái cột nữa, nhưng cột này ứng với cột bên này là cột phụ đúng không? Được chưa nào? Mà cột phụ thì bạn sẽ không áp dụng cái quy tắc đó nhé. Tổng lượng thay đổi trên hàng và trên cột là không đổi. Mở ngoặc ra, không tính cột phụ. Được nhá. Nhưng mà cái phương trình của cột phụ là không có. Được chứ nào? Bạn chỉ có 3 phương trình này thôi. Bây giờ bạn giải như thế nào? Thì rõ ràng con C này thì bằng theta của ông cũng giống như này là cô bảo đấy. Bên này theta thì bên này cái lượng thay đổi, bên này cộng thì bên này phải trừ thôi. Nhưng mà chắc chắn bên này trừ theta. Nó hoàn toàn hợp lý với phương trình ở phía dưới. Đúng nhá. Tiếp. Bây giờ tiếp là ở trên cái cột này phải không? Cái cột một này này. Cột một này bạn thấy dưới này theta phải không? Thì trên con A này bao nhiêu? Thì bạn nhìn vào cái phương trình số 3 này bạn cũng có thể suy ra được A sẽ bằng trừ 5 theta chia 3. Trừ 5 theta chia 3. Cũng giống như này cô nói cách lúc này thì cũng hoàn toàn giống hết. Đấy nhé nào. Bên này là 5 theta rồi. Đấy nhé. Bên này là 5 theta rồi. Ở bên trên là còn có một đường bao nhiêu đây để nhân với 3 nó bằng 0 phải không? Như vậy rõ ràng chỗ này là trừ 5 theta chia 3. Đấy nhé. Chọc qua bên này cô ghi lại phương trình cho bạn có lẽ là dễ dễ hiểu hơn. Cô nghĩ là vậy đó. Đấy nhé. Như vậy chỗ này là trừ 5 theta chia 3. Tiếp tục. Trên cái hàng số 2 này.
Trên hàng số 2 này đúng không? Trên hàng số 2. Bên này trừ 5 theta chia 3 thì bên này phải cộng với một lượng bao nhiêu đó để sao cho cái tổng lượng thay đổi trên hàng này không đổi. Như vậy rõ ràng bên này phải cộng 5 theta chia 3. Được nhé. Như vậy chúng ta có tổng cộng 4 ô với lượng điều chỉnh tương ứng, giá trị hàng tương ứng trong từng ô. Ổn các bạn? Dạ hiểu rồi, ok, đi tiếp nhé. Rồi sau đó bạn tính theta làm minh của những cái này. Rồi. Bây giờ đi vào bảng tiếp theo, bạn có gì? Bạn sẽ thay đổi hàng ở những cái ô đó. Đây có tổng cộng 4 ô phải không? Như vậy cô sẽ xóa số này trước, xóa số 2 này. Xóa số 1 này. Xóa số 3 phần 2. Rồi. Ô điều chỉnh sẽ có lượng hàng là theta, như vậy là 6 phần 5. Ô điều chỉnh là ô này phải không? 6 phần 5 này. Nhá. Tiếp tục. Ô ở bên trên là 2 mà trừ đi 5/3 nhân với 6/5 thì như vậy sẽ là bằng 0 hả? Bởi vì chỉ là chọn cái giá trị này mà, chỗ này bằng 0. Ô này bằng 0 rồi, khỏi ghi. Ô bên này là 1 mà cộng với 5/3 nhân với 6/5. Như vậy bằng dương 3 đúng không? Ở dưới 3/2 mà trừ đi 6/5. Như vậy là 3 phần 10. Đấy nha. Check lại giúp cô nếu như cô sai nha. Những ô còn lại không làm gì cả thì ghi lại. Như vậy ở đây có sẵn này, 8 này, 2 này bỏ đây này, 9 này, 6 này. Được nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vẫn là 7 ô. Được nhé nào. Tiếp tục sang bảng thứ hai này. Bạn tiếp tục tính là UI và VG. UIVG trong trường hợp này chỗ này không, bên này không, dưới này không đúng không? Đúng này, vì có hàng này bằng không. Tiếp tục, bạn lại giải phương trình đối với những cái ô tròn. Ô tròn thứ nhất, ô tròn bên này. Bên này không, bên này 4. Như vậy rõ ràng bên này là 1 đúng không? 1. Nghĩa là vì 1 nhân 4 còn 0 bằng 4. Tiếp tục. Ở cái hàng dưới này. Bên này cũng là 1 bởi vì 1 nhân 2 cộng với 0 bằng dương 2. Đúng nha. Ô bên cạnh. Ô bên cạnh là V bằng bao nhiêu đây? Để nhân với 5 cộng với 0 thì bằng 6. Như vậy chỗ này là bằng 6,5 đúng không? Rồi. Ô này là ô tròn đấy nha. V nhân với 3 cộng 0 bằng 4. Như vậy V sẽ bằng 4,3. Rồi. Ô nào ô tròn nữa? Ô trên này. Ô 1, 2, đấy nhé nè. 6,5 nhân với 4 cộng với U bằng bao nhiêu đó thì sẽ bằng 2. 6,5 như vậy là bên này là 6, 4, 2, 4, đấy nhé, 24,5. Bên này 2, như vậy chỗ này là trừ 14,5 đúng không? Đấy nhé nè, trừ 14,5. 24 mà trừ đi 14 thì còn 10, 10 chia 2, à, chia 5, được 2, đấy nhé nè. Rồi. Như vậy bạn tính hết được những cái UI và VG. Bây giờ bắt đầu đi tính delta. Delta những ô còn lại vẫn theo công thức cũ, đúng nhất nào, sẽ là gì? V này nhân với P này cộng với U này trừ đi chi phí này. Đúng nhất nào. Như vậy chỗ này 1 mà nhân 3 cộng với thằng này. Như vậy là thêm 1/5 phải không? 1/5 mà trừ đi 5, như vậy là trừ 24/5. Tiếp tục. Ô bên này 1 3. 1 mà nhân 1 là được 1 trừ đi thằng này, như vậy là trừ 9/5 cộng với 3. Được chưa nào? Cộng với 3 như vậy là bao nhiêu nhỉ? 1 này trừ là trừ 9 phải không? Bên này 3 là 10 15 như vậy là 6 phần trừ đi nhỉ? Trừ đi nhầm 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 nhầm. Nhưng mà trừ 24 phải không?
1 trên 14 phần 5 này. Rồi, tiếp tục ô bên cạnh là 4 phần 3 nhân 2, như vậy là được 8 phần 3. Nghĩa là tiếp tục là trừ đi 14 phần 5. Được bao nhiêu bạn sẽ trừ tiếp cho 8 hả? Như vậy là trừ 122 phần 15. Đấy nhé nào. Ô bên cạnh 0, 0, trừ 14 phần 5, trừ 0, như vậy trừ 14 phần 5. Rồi. Tiếp tục xuống ở phía dưới, ô 21, 1 x 2, cộng 0, trừ 3, như vậy trừ 1. Ô bên cạnh 6 phần 5 x 3, 18, đấy nhá, trừ đi 6, trừ 12 phần 5. Bên này là 4 phần 3 x 5 là 20 phần 3, cộng 0, trừ đi 21 phần 3, như vậy trừ 1 phần 3. Đấy nhá nào. Ô dưới này, 1 x 3 là 3, 0, 2, như vậy dương 1, đấy nhá nào. Rồi. Như vậy ô delta dương lớn nhất trong trường hợp này chỉ là ô dương 1 phải không? Dương này, ô này thôi. Đấy nhá nào. Bây giờ bạn sẽ đi quét hàng đơn cột đơn. Hàng này hàng đơn phải không? Bỏ. Hàng thứ hai không phải, hàng thứ ba không phải. Cột này cột đơn bỏ, cột thứ này, cột thứ hai này cũng là cột đơn phải không? Bỏ đúng không? Rồi. Cột thứ ba không phải, cột thứ tư duy nhất mỗi U6, như vậy cũng là cột đơn luôn, bỏ. Bên này không phải, quẹt lại cũng vậy, quẹt lại cũng vậy. Như vậy tóm lại ở đây các bạn có tổng cộng bao nhiêu các bạn? Bốn ô kênh điều chỉnh đấy nhá. Đó là ô này, ô bên này, ô dưới này và ô bên này đấy nhá. Như vậy cô kể ra. Rồi. Bạn có gì? Ô điều chỉnh là ô dưới này phải không? Ô có delta dương 1 đây này, như vậy chỗ này theta. Trên này là chỉ nó như thế nào đó, bên này là cái ô ở giữa này cô bỏ phải không? Thì cô gạch một đường đây. Như này. Rồi ô bên cạnh này sẽ là gì? 3 phải không? Bao nhiêu đó? Rồi bên này là 3/10. Đúng chưa? Rồi. Bây giờ lượng này là theta, bên này là đường điều chỉnh ABC đi. ABC tương tự như vậy. Đấy nhá nào. Thì bên này bạn sẽ có phương trình là gì? A cộng B sẽ phải bằng 0, theta cộng C sẽ phải bằng 0. Tiếp tục. Ở trên là 4 phải không? Như vậy 4A cộng dưới là 3 theta sẽ bằng 0. Hết. Đấy nhá nào. Hết rồi. Như vậy rõ ràng bên này trừ theta. Bên này là gì các bạn? Con A này bằng bao nhiêu? Con A này dựa vào đây. Như vậy sẽ là 3 theta chia cho 4. Như vậy trừ 3 theta chia 4 này. Thế nhất là bên này trừ 3 theta chia 4 thì bên này phải cộng 3 theta chia 4. Được chưa? Như vậy bạn xác định được A, B, C và lượng điều chỉnh tương ứng. Thế nhất là tiếp tục tính theta bằng gì? Min của những cái ô dấu trừ sẽ là 9 mà chia cho 3 phần 4. Thứ hai sẽ là 3 phần 10 mà chia cho 1. Rõ ràng trong này thì 3 phần 10 sẽ là nhỏ hơn rồi. Đấy nhá. Như vậy lượng điều chỉnh sẽ là 3 phần 10. Ok chưa bạn? Bây giờ làm có vẻ nhanh nhẹn hơn rồi. Đúng nhất này. Đi qua bảng tiếp theo. Cô sẽ phải đi xóa những cái ô nào? Cô đi xóa trước này. Cái ô 6, 3 này, con 2 này xóa này. 9, 6, 1 này xóa. 3, 2 này xóa. Hết chưa? Rồi ok. Đấy nhất là bây giờ điều chỉnh này. Cái ô này sẽ điều chỉnh tăng lên theta phải không? Ô 3, 3 tăng theta. Như vậy theta là 3 phần 10. Tức là ở đây 3 phần 10. Như thế nào? Tiếp tục. Ô ở trên nó là 9 trừ đi phải không? Như vậy cái ô 9 này cô cũng phải xóa này. 9 này xóa. Như vậy bây giờ sẽ là 9 mà trừ đi 3 phần 4 nhân với 3 phần 10.
Như vậy sẽ được là 351 phần 40. Đấy nghĩa là cái ô này là ô 244 đúng không? 351 phần 40 này. Tiếp tục. Ô điều chỉnh tiếp theo sẽ là 3 mà cộng với 3 phần 4 nhân với theta. Như vậy 3 này cộng với 3 phần 4 này. Nhân với theta trong trường hợp này là 3 phần 10. Sẽ là 129 phần 40. Ô này 129 phần 40. Ô ở dưới là 3 phần 10 mà trừ đi 3 phần 10 là hết. Như vậy ô cuối này là không có hàng nữa. Đấy nhất là những ô còn lại ghi lại. Dưới này 6 phần 5. Bên này 5 phần 2. Bên này 8. Bên này 6. 7 ô chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy nhất là. Như vậy đủ phải không? Rồi. Tiếp tục bàn đi tính thể vị. Chỗ bên này sẽ là gì? Cột này này. Không này. Ô này có hàng nhân ở bên này không này? Thứ nhất này. Bây giờ bạn lại đi tính những ô còn lại. Ô này trước. Dương 1 đúng không? Bởi vì 1 nhân 4 còn 0 bằng 4. Thứ nhất này. Ô này là ô tròn dưới này 1 rồi. Bên này 3. Đấy nhé. Như vậy bên này trừ 1. Thứ nhất này. Để trừ 1 cộng với 3 thì cho ra dương 2. Bây giờ tiếp ô bên này. Ô bên này là gì? Bao nhiêu đây mà nhân với 5? Còn với trừ 1 là bằng 6. Như vậy ở đây là 7 phần 5 đúng không? Rồi. Ô bên cạnh đó. Bao nhiêu đây nhân với 2 trừ đi 1 sẽ bằng 2. Như vậy sẽ là 3 phần 2. Tiếp tục. 7 phần 5. Đấy nhất là dưới trên này là 4. Bên này bao nhiêu? 7 phần 5 nhân 4 này. 7 phần 5. Đấy nhất là mà nhân với 4. Cộng với bao nhiêu đó được nhá, sẽ bằng dương 2. Như vậy 2 mà trừ đi, như vậy là được trừ 18,5. Tiếp tục ô nào nữa? Ô này, ô này là ô tròn phải không? Dưới này bao nhiêu? Dưới này bao nhiêu đó để mà cộng nhân với 3 trừ đi 1 thì bằng bằng 4 phải không? Như vậy chỗ này là 5,3. Ok chưa bạn? Như vậy bạn tính được toàn bộ UI và VG như này. Rồi. Sau bước này bạn tiếp tục đi tính delta cho cô. Delta của ô 11 sẽ là bằng 3 phần 2 nhân với 3 nhân với P nha. Trừ đi U1 xin lỗi, cộng với U1 là trừ 18 phần 5. Được bao nhiêu? Trừ đi chi phí là trừ đi 5. Như vậy sẽ trừ 41 phần 10 phải không? Trừ 41 phần 10. Ô tiếp theo 13. Như vậy 1 nhân 1 là được 1, cộng với U tương ứng là 18 phần 5 trừ đi 3. Như vậy ở đây sẽ được trừ 28 phần 5. Ô bên cạnh 5 phần 3 mà nhân với 2 là 10 phần 3. Đấy như này. Và cộng với U tương ứng là trừ đi 18 phần 5. Được bao nhiêu? Bạn sẽ trừ đi 8 đúng không? Sẽ được là trừ 124 phần 15. Rồi. Ô bên cạnh là 00 trừ 18 phần. 18 phần ha. Đúng như này. Rồi. Xuống ô 21. 3 phần 2 nhân với 2 được 3. Trừ đi 3 là được 0. Đúng như này. Ô bên cạnh 7 phần 5 nhân 3 là được 21 phần 5. Mà trừ đi 6. Như vậy là trừ 9,5. Ô bên cạnh ô 24 5 nhân với 5 phần 3 như vậy là được 25 phần 3 trừ cái thằng này. Như vậy được là dương 4 phần 3. Rồi có dương rồi. Chỗ này 0 nhân với trừ 1 nữa nhá. À xin lỗi, 0 nhân 0 trừ đi 1 trừ đi 0 như vậy là trừ 1. Tóm lại trong phần này ô có delta dương lớn nhất là ô dương 4 phần 3 đây. Gì nào? Gì đây? Cô ơi, cột 2 bảng 2 sao bỏ ô về cô? Cột 2 bảng 2 sao bỏ ô nào về em? Bỏ ô 0 3 phần 10 này hả?
Có phải ứng bằng nguyệt? Cột 2 bảng 2. Cột 2 à? Cột 2 trên số 38 trở xuống ấy cô. 38 trở xuống. À thì ô vẫn có chứ, ô của cô đâu có bảo ô nào nhỉ? Cái ô 63 đấy hả? Ô 22 bạn em? Hay là ô nào? Dạo đó cô. À ô này hả? Ô này nó bị mất từ cái bảng trên mà em. Ô này là xuất phát ban đầu là con 2 ở trên này này. Bây giờ em nhìn này, con 2 ở trên này đúng không? Con 2 trên này là đáng ra là phải nằm ở vị trí này đúng không? Nhưng mà khi mà bạn điều chỉnh hàng á, thì bạn thấy điều chỉnh phương tiện thì bạn thấy là theta ở đây là bằng 6,5 phải không? Thì nhân lấy 2 này mà trừ đi 5,3 nhân 6,5 thì có phải là bằng 0 không? Ok chưa? Như vậy ô này là từ 2 mà đưa về 0 á, nên nó bị mất hàng á. Tức là thay vì phân phối vào đây thì bạn lại phân phối vào cái lượng theta ở dưới này thôi. Em hiểu nhỉ? Rồi nhá. Rồi. Cứ mỗi lần làm như vậy bạn lại thay đổi ô mà. Miễn sao số lượng ô phải đủ là m cộng n là được. Đấy nhá. Rồi bây giờ ô này là ô tròn để điều chỉnh. Đấy nhá. Như vậy vẫn đủ 7 ô đúng không? Bây giờ bạn kẻ và điều chỉnh này. Xác định dòng đơn cột đơn này. Dòng này là dòng đơn phải không? Đây. Dòng này dòng đơn. Đấy nhá. Bỏ nhá. Tiếp. Dòng thứ hai không phải dòng đơn. Dòng thứ ba không phải dòng đơn. Cột. Cột này cột đơn. Cột thứ hai. Sau khi bỏ ô 8 rồi thì cột này cũng trở thành cột đơn luôn. Bỏ luôn. Được chưa? Cột thứ ba không phải, cột thứ tư không phải, đương nhiên cột thứ năm cột phụ không xét, được chưa? Rồi tiếp tục đi ra lại thêm một lần nữa, cột à, cái hàng này có phải hàng đơn không? Không phải, được nhá. Hàng thứ hai này có phải hàng đơn không? Không phải, được nhá. Quẹt thêm lần nữa, cột này phải cột đơn không? Không phải. Cột này phải không? Không phải, được nhá. Hết phải không? Như vậy tóm lại trong phần này sẽ điều chỉnh tổng cộng là 5 ô còn lại ở đây. Kẻ bảng ra. Điều chỉnh 5 ô. Đấy nhá nào. Như vậy cô phải chia 3 ra. Rồi, ô điều chỉnh là ô mà có delta dương lớn nhất là 4 phần 3 ở đây phải không? Chỉ là ô này thì lượng điều chỉnh sẽ là theta. Đúng chưa? Tiếp tục. Cô ghi những con số còn lại này, 3 5 1 này. Phần 40 này. Dưới này là 3 phần 10 này. Dưới này là dương 6 này. À, bên này là 1 2 9 phần 40 này. Đấy như này. Cô ơi, cột 5 có một ô tròn là cột đơn chữ cô. Cột phụ không tính nha em. Cô nói rồi, cột đơn hàng đơn không tính cột phụ. Như vậy cột phụ không tính. Đấy như này. Rồi. Đấy nhá, ứng xét cái hàng đơn cột đơn ở trên cột phụ đó. Rồi. Nếu như chạy theo hàng, bây giờ em thấy là nếu như nó chạy theo hàng mà nó dính dính cái ô này thì ok. Là vẫn tính cái ô đó, được nhất nào. Tức là nếu như trên này mà chỉ có một ô ở trong chín và một ô bên này thôi thì vẫn ok, được nhá. Nhưng mà riêng xét riêng một cái cột dành cho cột đơn thì cột phụ thì không không xét, được nhá này. Rồi, bây giờ bạn có lượng điều chỉnh sẽ là gì? Bên này A, bên này B, bên này C, bên này D chẳng hạn, được nhé. C, bên này D, ghi nhỏ nhỏ lại. Đấy như này. Thì sẽ được như thế nào? Bạn cần xác định ABCD. Bạn sẽ có phương trình như thế nào? Ở trên hàng thứ nhất thì bạn sẽ có phương trình là A này, cộng với lượng thay đổi là theta này, cộng với lượng thay đổi là B bằng 0, phải không? Cột này là ứng với cột phụ nhé. Nhớ này, cột phụ này thì sẽ cũng sẽ này. Tiếp này. Hàng thứ hai sẽ là C cộng với D bằng 0 này. Cột cột này. Cột này lượng hàng lượng gì nhỉ? Rồi là năng suất bằng bao nhiêu? Cột này năng suất ứng với cái ô A là 4 phải không? Như vậy 4A cộng với 3C sẽ bằng 0. Cột thứ hai 5 3 phải không? Như vậy là 5 theta cộng với 3D sẽ bằng 0. Hết chưa? Hết phải không? Đấy như nào. Rồi.
Bây giờ nhìn vào đây thì bạn thấy là giải cái ô nào dễ? Nhìn vào sơ đồ này thì rõ ràng cái ô chỉ có mắc móc nối với con D này là dễ nhất phải không? Ô này dễ nhất, anh giải cái này dễ nhất này. Như vậy giải con D sẽ là trừ 5 theta mà chia cho gì các bạn? Chia 3 đúng không? Rồi, có được con D thì con C, C thì bằng trừ của D, như vậy sẽ là cộng với 5 theta chia 3. Được chưa? Có C rồi thì giải con A. Có C rồi thì giải con A. Đây. Đấy nhá. Con A sẽ bằng bao nhiêu? Con A sẽ bằng 3C. Dấu trừ mà chia cho 4. Như vậy là trừ 3 phần 4 mà nhân với C là 5 theta chia 3. Như vậy là trừ 5 theta chia 4. Được nhá. Như vậy A sẽ là trừ 5 theta chia 4. Con B thì dựa vào phương trình số 1 được nhá. B thì sẽ bằng trừ theta trừ A. Như vậy trừ theta trừ A như vậy là được theta chia 4 phải không? Đến đây hiểu chưa bạn? Đi tiếp nhé. Theta sẽ bằng gì? Min của những cái ô mang dấu trừ, như vậy ô dấu trừ thứ nhất là ô có ứng với con A, như vậy là 351 này phần 40 này. Được bao nhiêu chia cho 5 phần 4 đúng không? Dấu trừ tiếp theo là 6 mà chia cho 5 phần 3. Con mẹ đâu? Bao nhiêu 1 phần 40 mà chia cho 5 phần 4? Chắc là phần lớn. 7,02 được chưa? 6 mà chia cho 5 phần 3. 3,6. Như vậy ở đây sẽ chọn cái ô là 6 chia cho 5 phần 3. Đấy là như vậy là 18 phần 5 nhé. Theta trong trường hợp này là 18 phần 5. Đấy như nào. Tiếp tục chuyển sang bảng nữa. Rồi, bây giờ cô là đi công đoạn xóa những giá trị ở trên. Như vậy O2 này xóa này. O9 này cũng xóa rồi này, O6 này cũng sẽ xóa này, bên này xóa này, bên này xóa này. Đấy nhá. Rồi, bây giờ đi điều chỉnh hàng như thế nào? O theta là O75 này sẽ là 18,5 này. Đấy chứ. Tiếp theo, ô trước nó là 351 phần 40 trừ đi 5 phần 4 nhân với theta là nhân với 18 phần 5. Các bạn sẽ được 171 phần 40. Ô bên dưới của nó sẽ là 3 phần 10 mà cộng với 5 phần 3 nhân với 18 phần 5, 63 phần 10. Tiếp tục, ô 6 mà trừ đi 5 phần 3 nhân với theta là nhân với 18 phần 5. Như vậy ở đây bạn được không? À đúng rồi, không, phải chứ. Trên 129 phần bao nhiêu bạn? Phần 40 mà cộng với theta là 18 phần 5 mà chia cho 4, như vậy chia 20. Như vậy 33 phần 8. Đấy nhá, ô bên này sẽ là 33 phần 8. Rồi, hết lượng điều chỉnh phải không? Bên này những ô còn lại ghi lại là 6 phần 5 ở đây này. Trên này là dương 8 này. Đủ 7 ô chưa? 1, 3, 7. Đấy nhá, như vậy xong nhá. Tiếp tục tính thể vị. Bên này không phải không? Bên này không phải không? Bây giờ đi tính này. Như vậy bên này được 1 này. Bên này 1 được chưa? Bên này 1 thì bên này nhân là 3, 2, như vậy bên này trừ 1. Tiếp tục bên này không, ô này là ô tròn. À, 7 phần 5 đúng không? Tiếp
Bên này trừ 1, bên này ô tròn, như vậy là 7 phần 5 tiếp. Đấy nha. Ô bên cạnh cũng là ô tròn. Đấy nhá. Bên này trừ 1, như vậy bên này 3 phần 2, giống ở trên. Bên này 7 phần 5 giống ở trên phải không? 7 phần 5 ô trên 8 ô tròn, như vậy là 10 trừ 18 phần. Ô này ô tròn này. Như vậy bạn suy ra được bên này trừ 18 phần. 5. Được chưa? Bây giờ tính thể vị được bao nhiêu? Cô giống 3 phần 2 trừ 18 phần 5, như vậy ô đầu tiên là trừ, nhìn ở trên này nhé, ô ở trên là trừ 41 phần 10 phải không? Như vậy chỗ này trừ 41 phần 10 này. Ô bên này 1, ô bên này trừ 18 phần 5, như vậy ô bên này vẫn là trừ 28 phần 5. Ô bên cạnh vẫn là khác. Ô bên cạnh sẽ là 7 phần 5 mà nhân với 2. 7 phần 5 nhân 2 được bao nhiêu? Trừ 18 phần 5, trừ thêm cước phí là trừ đi 8, trừ 44 phần 5. Nghĩ nè, bên này là vẫn là trừ 18 phần 5 được nhé. Ở dưới, ở dưới là 3 phần 2 nhân 2 cộng 0 trừ 3, như vậy được không? Bên này 7 phần 5 nhân 3 là 21 phần 5, trừ đi như vậy vẫn là trừ 9 phần 3. Ý, ý, nhầm 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 nhầm, trừ 9 phần 5 nhé. Ô bên này là 7 phần 5 nhân 3, trừ đi 1, trừ tiếp cho 4, như vậy sẽ là trừ 4 phần 5 đúng không? Bên này 0, 0, trừ 1, trừ 1 đúng nhé. Như vậy trong bảng này có gì delta EG nhỏ hơn không? Như vậy có phương án tối ưu dương nhé. X sao phân hàng như thế nào? À, phân phương tiện như thế nào? Ô đầu tiên là 0, tiếp theo là phân 8, tiếp theo 0, 0. Cột phụ bỏ vậy như nào? Bên này là 0, 0, 1, 7, 1, phân 40, 18 phân 5. Dưới này là 15 phần 2, 6 phần 5, 63 phần 10. Không. Thấy nhá. Khi đó có nghĩa là bạn sẽ không cần dùng đến 83 38 phần 8. À xin lỗi, 33 phần 8 phương tiện. Thấy nhá. Chỗ này là dư phải không? Lượng này là dư phương tiện. Thấy nhá. Bạn chỉ cần dùng cái bảng này thôi là đã vận chuyển đủ hàng hóa rồi. Thấy nhá. Như vậy bạn giải được bài toán dạng 2, không cần dùng hết phương tiện mà vẫn đảm bảo được khối lượng vận chuyển. Nghĩa là admin sẽ không có nha. Admin thì bạn cứ lấy con 2 nhân con 8 cộng lại 4 nhân số này, 7 nhân số này, thằng này nhân cái này, cái này nhân cái này, cái này nhân cái này, cộng lại được nha. Ok chưa bạn? Hiểu không nhỉ? Alo. Sau giải lao thì đã rớt xuống còn 40 rồi. Các bạn hiểu được không? Thì trên cơ bản là nó cách làm là vậy, được chưa nào? Thì chịu khó, đương nhiên cô thấy các bạn hôm nay cũng hơi mệt, được chưa nào? Hơi mệt rồi, được nhá. Cố gắng xem lại video để em loạt kịp đã cô ấy. Rồi, nếu như cần hỏi gì thì bạn hỏi. Bài này ngắn quá hả? Ừ. Đương nhiên vì cái bài này người ta đã cho sẵn là phân phối theo chi phí nhỏ nhất, ý nhất là, nên là nó hơi dài. Khi bạn làm bài thì bạn làm theo cái phương pháp là mắc hiệu suất trên một đơn vị chi phí á, thì nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều, ý nhất là. Bởi vì cái bài nó dài vậy nên trong đề kiểm tra, nếu như có kiểm tra hoặc có thi chỉ cần làm một bảng đầu tiên thôi. Thường là D nó chỉ yêu cầu làm bảng đầu tiên thôi các bạn. Được chưa nào? Rồi. Các bạn có hỏi gì nữa không?